Hù cá coi con nào con nấy bự không anh chị ha. Đó, rất là đẹp, nước chảy róc rách. Cái nhà nghỉ mát này quá đã luôn. Một bất động sản ha, 1.400 m² cách biển khoảng đâu đó là 600 m thôi ha. Biển Hồ Tràm anh chị nha. Đó, mà có một cái cơ ngơi ha, nhà sàn gỗ này kia, nói chung là gỗ quý hiếm nha anh chị nha. Ở trong nội thất nhìn rất là đã luôn. Và đang làm homestay cho thuê. Đây có vẻ là một cái homestay mà lớn nhất cái biển Hồ Tràm này ha. Đức là sử dụng vĩnh viễn, Đức là ở nông thôn nha. Đó, rất là đã luôn. Bảo Điền Bất Động Sản xin mến chào cô chú chị mình. Hiện tại em Điền đang có mặt ở đây là ở biển Hồ Tràm ha, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì nay gia chủ mình gửi bán một cái bất động sản ha, siêu nghỉ dưỡng ha, tại ngay biển Hồ Tràm luôn ha. Đó, cái bất động sản này giá trị nó cũng tương đối là lớn anh chị ha. Thì vị trí em Điền đang đứng đây là ngay biển Hồ Tràm ha. Thì mình di chuyển ra đây khoảng 100 m thôi, mình sẽ đụng ngay đường tỉnh lộ 328. Đường đó là đường chính mình đi biển Hồ Tràm anh chị ha. Mình để phải khoảng là 2 cây số thôi là mình tới ngay ngã tư Hồ Tràm nha. Ngã tư Hồ Tràm đó thì ngay bãi biển 8 công cộng rồi. Và chợ và công viên, quảng trường thì nằm ở đó hết ha. Đó, đó là rẽ phải nha, còn rẽ trái mình sẽ đi ra lại thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc ha. Thì khoảng đâu đó là 8 cây số ha, là mình sẽ ra cái hướng đó và mình đi được Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh rồi đó anh chị ha. Đó, Thành phố Hồ Chí Minh thì di chuyển về đây cách khoảng là 2 tiếng đồng hồ ha, mình đi cao tốc đó. Đó, và hướng ngược lại đây mình đi khoảng 600 m thôi, đi thẳng luôn là mình đụng ngay đường ven biển cũng như là gặp mấy cái dự án resort này kia ha. Cách đây mấy ngày thì em Điền có quay một cái resort ngoài đó là resort Santori. Thì ở đó thì Đức thương mại dịch vụ anh chị ha, đa phần nha, đa phần là Đức ở giáp mặt biển, là đa phần nha là Đức đều là Đức thuê 50 năm anh chị ha. Nay em Điền xin được giới thiệu tới cô chú chị bất động sản ha. Nằm trên mặt đường này là đường nhựa, đường có tên là đường ODA ha. Thì tương lai là xã Phước Thuận mình sẽ lên thị trấn ha. Thì hiện tại là Đức mình là đang quy hoạch Đức ở đô thị rồi. Đó, thì bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu đây nha, em Điền sẽ quay review chi tiết nha. Bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 35 ha. 35 mét mặt tiền đường nhựa này ha, từ đây qua bên này là 35, sâu vào trong là 38 ha. Và có tổng diện tích là 1.400 m². Đang có sẵn là 100 m thổ cư rồi anh chị ha. Đó, nó là mình có thể là xây dựng thoải mái ở Đức xã này thì mình không cần xây xin giấy phép xây dựng anh chị ha. Nói chung là phải xây trên 7 tầng mới có yêu cầu cái đó. Còn mình xây bình thường thì không có cần giấy phép xây dựng gì hết. Thì kế bên đây là trường học, trường tiểu học rồi ha, trường tiểu học Hồ Tràm ngay đây, kế khoảng đi mấy chục mét là tới rồi. Đó. Thì em Điền cũng xin được báo giá luôn ha. Tổng cái bất động sản này gia chủ mình đang kêu bán là 28 tỷ ha. Thì nói chung là đang kêu 28 tỷ nhưng mà cô chú chị mình thiện chí mình có thể thương lượng thêm cái phần đó. Đó. Thì bây giờ em Điền sẽ đi vào trong ha, em Điền sẽ review chi tiết. Ở trước thì mình có gia chủ mình trường vô một chút xíu để mình làm bố trí tiểu cảnh ở trước ha. Bố trí cây xanh rất là mát luôn. Cái khí hậu ở đây thì nằm kế bên cái rừng nguyên sinh rồi, nên là rất là mát, vừa cái rừng mà vừa gần biển nữa. Mát của rừng mà gió của biển anh chị ạ. Ở đây cái cổng của mình ha. Đó. Cổng này thì có thể là mình đi được xe mấy chục chỗ vào được luôn anh chị, đi thoải mái luôn. Đó. Và phần sân thì gia chủ mình lót bằng cái phần gạch, phần đá ha. Đá nguyên khối hết. Đó. Đây là cái phần sân để đậu xe ha. Đó, rất là rộng luôn. Có thể đây là một cái bất động sản mà rộng nhất ở Hồ Tràm. Homestay cho thuê nghỉ dưỡng ha. Thì đây có cái đường đường luồn luôn phía sau ha. Thông thường hết cái bất động sản của mình.
Qua bên này là cái nhà hàng nghỉ mát này. Xin anh Điền sẽ đi vào cái nhà gỗ này ha. Nhà gỗ này toàn là gỗ quý hiếm không anh chị ạ. Nguyên cái nhà gỗ luôn. Đây là cái lối đi vào cái nhà nghỉ mát của mình ha. Đó, mình có thể uống cà phê rồi đàm đạo bên này, uống nước trà này kia đó. Cái khách sạn mình thì bố trí cây xanh rất là nhiều anh chị, mát lắm anh chị ạ. Nhà lục giác. Ở dưới cái chòi lục giác này thì cái nhà lục giác này thì đang có là cái hồ cá koi ha. Đó. Hồ cá koi cá rất là bự anh chị ạ. Đó. Chị có thể thấy này, cá bự lắm anh chị. Đó. Cái hồ này không cũng cả mớ tiền rồi. Đó, chưa kể. Dạ dạ. Này cái hồ cá koi chắc anh xây nhiều lắm anh ha. Hết 1 tỷ. Dạ đây. Em zoom tới được anh. Em zoom xa được. Dạ anh cứ cho ăn đi. Cái hồ này không là anh đã xây dựng hết 1 tỷ bạc rồi. Đó, cá ăn đã không? Đó. Cá bự không anh chị ha. Rất đã luôn. Hồ thì có hệ thống lọc 24/24 ha. Bây giờ anh Điền sẽ tiến vào bên trong ha. Thì bên trong nhà gỗ mình đây ha. Vậy em đi hướng này. Bên này là cái sảnh để làm hội nghị ha, tiếp khách này kia đó. Nay thì hôm nay mình đang trong khách nên là em Điền cũng tranh thủ để quay để giới thiệu tới cho cô chú nhà mình. Thì hiện tại là ở trên là cái phòng hội nghị ha, và ở dưới là có 3 phòng và ở ngoài có 2 phòng nữa, là tổng là mình có là 5 phòng ngủ ha. Từ 2 giường tới 4 giường đó. Còn cái phòng này là phòng được gọi là master đó, phòng sảnh đó. Đó, nằm đây. Cá này anh mua nhiều tiền không anh? Cá từ đó cái này hết 400 mấy chục triệu. Cá không là 400 mấy chục triệu rồi, còn chưa kể hồ nữa. Cả hồ cá hết trên 1 tỷ á. Dạ 1 tỷ. Một cơ ngơi khủng, và anh chủ mình cũng rất là chịu chi. Nhưng mà đợt này đang khó khăn anh chị, cũng kẹt tiền. Chưa kể là mấy cái kiển, cây tùng dương này, mấy cây nữa. Đó. Nhìn vậy chứ cũng mớ tiền anh chị ha. Đó. Nhìn đơn sơ vậy thôi chứ cũng là mớ tiền. Đó. Rồi bây giờ em Điền vào cái phòng sảnh ha. Sảnh này sàn gỗ, làm bằng gỗ hết ha. Đó, lối đi này kia. Gỗ và có những cái họa tiết này. Đó, chạm khắc bằng tay hết anh chị nha, không phải là chạy CNC đâu. Chạm khắc bằng tay hết. Nhà gỗ này là gỗ gõ hết ha anh. Trắc dây. À, này căn này thì 3.2 tỷ anh chị. Nhà gỗ này 3.2 tỷ. Nói chung là gỗ quý hiếm. Rồi nói chung bất động sản mình thì gia chủ mình bán sẽ để lại hết, để lại toàn bộ ha. Đó, và trong đây có những cái bộ bàn ghế nè. Đây là cái phản cực kỳ dày luôn. Đó. Gỗ nguyên khối anh chị ha. Gỗ gõ anh chị. Đó. Cái phản này gia chủ mình mua không là 1 tỷ rồi. Nói chung là những cái gỗ á, thì nói về cái giá trị á, là nó là thuộc dạng là không có giá trị. Nó chỉ có mang lại giá trị cho người chơi thôi, người am hiểu thôi. Chứ thực sự mà mình không chơi thì mình không hiểu được cái giá trị của nó đâu anh chị. Không chơi thì đôi lúc anh Điền nói ra thì anh chị kêu là bốc phét. Không phải. Đây, cái gỗ nu này đó, chạm khắc theo cái đầu rồng. Bên này thì làm hòn non bộ ha đó. Để nuôi cá, phía dưới là nước chảy róc rách. Nói chung là đợt này thì ảnh cũng không có kinh phí, đủ kinh phí để vận hành này kia, đúng không? Cũng phải chuyển nhượng lại cái bất động sản này. Nó 2 cặp lục bình to đùng luôn chị ha. Một mình em ôm không hết á. Đây là ở trên trần này, trên mái nhà mình ha. Đó.
cột đồ này kia ha, nó có chạm khắc phía trên luôn, đèn đốm này nhìn rất là đã luôn. Đối với anh chị nào mà có tín đồ đam mê gỗ thì nhìn cái căn này phải biết là mê luôn anh chị. Và bên kia có cái đầu đầu con này thì có vẻ cái đầu này là đầu con bò tót anh chị. Đó. Đầu thật nha anh chị nha. Đó. Một mớ tiền ở đây. Thì em Điền cũng có báo lại cái đầu video đó thì 11.400 m², bán và để lại toàn bộ tài sản trên đất luôn ha. À, và Đức là sở hữu vĩnh viễn. À, bán là giá 28 tỷ anh chị ha. Trên này là cái phòng họp cũng như là cái phòng hội nghị ở đây ha. À, cho thuê họp hành rồi hội nghị ở đây. Nó sức chứa lên tới khoảng 20-30 người gì đó. Gỗ này cũng là gỗ nguyên khối này anh chị thấy này. À, gỗ nguyên khối. Cái sàn cái nhà này cũng là nhà gỗ luôn. À, cơ người rất là khủng. Gia chủ mình lúc trước rất là chịu chi, chịu chơi anh chị. Giờ buộc lòng phải bán thôi. Này cơ người tâm huyết anh chị ha. Chứ không phải là xây dựng lên rồi cải tạo đất để bán đâu. Cũng khó khăn lắm mới bán đó, chứ không phải là mua đầu tư rồi bán lại đâu anh chị. Ở dưới này thì đang có là 3 phòng, 4 phòng gì đấy. Em ơi. À, đây là phòng 1 giường anh chị. Thì giá cho thuê đâu đó, ở trong đây có toilet riêng luôn. Thì giá cho thuê dao động từ khoảng là 1.2 triệu đến là gần 3 triệu ha, tùy phòng ha. Thì như phòng ngủ một phòng, phòng một giường thì khoảng 1.2 triệu. Còn phòng này thì khoảng đâu là 1.5 triệu, gần 1.5 triệu ha, 2 giường thì 1.5 triệu. Đó, toilet trong luôn. Còn mà 4 phòng thì 4 giường thì khoảng đâu đó là 2.7 triệu, gần 3 triệu. Đây, bây giờ quay sơ trước cái phòng này nha. Trong nội thất thì cũng làm bằng gỗ luôn anh chị. À, cũng giường gỗ này kia luôn ha. Là phong luôn. Này là phong ốp giả gỗ thôi. À, toilet phía trong anh chị ha. À, toilet kết hợp phòng tắm luôn ha. À, rất là đẹp. À, đây là phòng 2 giường anh chị ha. À, thì cho thuê khoảng là 1.5 triệu. Nói chung là dưới Hồ Tràm thì nó cũng biển Hồ Tràm thì anh chị cũng đã biết rồi ha. Thì khu du lịch mà, đâm ra là khách du lịch về đây, đổ về đây rất là nhiều. Đây cũng là phòng 2 giường. Thì thiết kế này cũng tương tự cái phòng kế bên ha. Em đi không vào nữa. Thì hồi nãy phòng kế bên em đi cũng vào rồi, cũng tương tự thôi. Thì cái dãy này có 3 phòng anh chị ha. À, một phòng đơn và 2 phòng đôi đó. Còn lui với khu vực phía sau này thì phía sau vườn anh chị. À, toilet riêng ngoài này đó. Có thể là mình ăn uống nướng, nấu nướng ngoài trời và ăn nhậu và đi toilet ở ngoài này ha. Đó, nam nữ đều có riêng đó. Còn đây là cái nhà bếp ha, nhà bếp, nhà nấu ăn. À, để đầu bếp có thể là nấu và phục vụ cho quý khách ở trên sảnh, dùng dịch vụ ăn uống có đầy đủ. Đây cái lồng chim. Và lui phía sau đây thì hai phòng phía sau đây ha. Cái phần sau này của mình luôn, nói chung đất mình vuông vức anh chị ha. Đây cũng là phòng. Phòng này là phòng có vẻ đây là phòng 4 giường anh chị. Nói chung là phòng này thì sẽ kết nối với tầng trên luôn. Đó, có cầu thang đi lên trên này, rất là đẹp. Này phòng 4 giường này. Ở trên kia có một phòng nữa nè. Đẹp quá chị ạ.
Bây giờ em đi qua lại cái hướng này, đi quanh vườn luôn. Cây xanh rồi trồng rất là nhiều. Đó, nãy giờ em liền quay thì cô chú chị cũng có thể thấy đó ha. Anh này đầu tư rất là mạnh. Đó. Bây giờ kẹt quá phải bán thôi. Những cái đồ anh mua là đồ toàn đồ tâm huyết không à chị ha. Em liền sẽ đi ra ngoài để cho cô chú chị có thể nhìn lại một lần nữa ha. À, cái bất sản của mình. Đây, đi ra lại là vào hồ cá coi nè. Sàn gỗ này. Đó. Rồi em điện sẽ nói lại về cái bất sản này một lần nữa ha, cung cấp thông tin một lần nữa là ngang 35 mét mặt tiền ha, sâu 38 và có sẵn là 100 mét thổ cư. Tổng diện tích là 1.400 mét vuông. Cho tổng bất sản một sản này thì giá đang rao bán là 28 tỷ ha. Tổng bất sản này nha. Đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất sản này liên hệ em điện nha. Với số điện thoại là 0788668834 nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video clip của em Điền nha. Hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em. Xin chào.